À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Xin chào tất cả các con học sinh thân mến. Cô xin tự giới thiệu, cô tên là Nguyễn Thị Lan. Cô rất vui khi được gặp lại các con trong bài học ngày hôm nay. Ở bài học hôm trước, chúng ta đã cùng nhau hoàn thành xong bài tập của bài số 153, phép nhân, đúng không nhỉ? Đến bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau bước sang bài số 154, luyện tập trong sách bài tập toán lớp 5, tập 2, trang số 95 nhé. Để củng cố thêm các kiến thức về bài toán của phép nhân, thì chúng ta sẽ cùng nhau đi làm bài tập số 1 này. Đề bài người ta yêu cầu con chuyển thành phép nhân rồi tính. A nhỏ, 4,25kg cộng 4,25kg cộng 4,25kg. B nhỏ, 5,8m² cộng 5,8m² nhân 3 cộng 5,8m². C nhỏ, 3,6ha cộng 3,6ha nhân với 9. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi làm ý A trước nhé. Bây giờ người ta yêu cầu con chuyển thành phép nhân. Thì ta thấy rằng 4,25kg được xuất hiện lặp lại 3 lần, đúng không nhỉ? Như vậy ta có thể đổi thành phép nhân, đó là ta lấy 4,25kg ta nhân với 3. Tại sao lại nhân với 3? Bởi vì ta nhóm 4,25kg ra ngoài, ta được 1 cộng 1 cộng 1 chính bằng 3. 4,25kg nhân với 3, ta lấy 3 x 5 bằng 15, viết 5 nhớ 1 này. 3 x 2 bằng 6, thêm 1 bằng 7, viết 7. 3 x 4 bằng 12, viết 12. Thì ta thấy rằng số 4,25 có 2 chữ số đằng sau dấu phẩy. Như vậy, kết quả của chúng ta cũng có 2 chữ số đằng sau dấu phẩy. Ta sẽ điền dấu phẩy ở đây và ta được kết quả đó là 12,75kg. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau đi sang ý B. 5,8m² cộng 5,8m² nhân 3 cộng 5,8m². Thì ta sẽ nhóm 5,8m² ra ngoài, bởi vì ta thấy các phép cộng này đều có số 5,8m², đúng không nhỉ? Nhân với 1 này, cộng với 1, cộng với 3, rồi cộng với 1, chính bằng 5,8m² nhân với 1 cộng 3 bằng 4, 4 cộng 1 bằng 5, nhân với 5. 5,8 nhân với 5. 5 x 8 bằng 40, viết 0 nhớ 4. 5 x 5 bằng 25, thêm 4 bằng 29. Và số 5,8 có 1 chữ số đằng sau dấu phẩy. Vậy kết quả của chúng ta cũng có 1 chữ số đằng sau dấu phẩy. Ta điền dấu phẩy ở đây. 29,0 chính bằng 29. Vậy ta sẽ viết kết quả đó là 29m². Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau đi sang ý C. 3,6ha cộng với 3,6ha nhân với 9. Thì ta thấy rằng 3,6ha giống nhau, đúng không nhỉ? Vậy ta sẽ nhóm 3,6ha ra ngoài. Ta được 1 cộng với 9 chính bằng 3,6ha nhân với 1 cộng 9 bằng 10. Với phép toán này thì chúng ta không cần phải đặt tính dưới tính. Ta thấy rằng số 10 có một chữ số 0, đúng nhỉ? Vậy số 3,6 ta sẽ lùi sang bên phải một chữ số. Và ta được kết quả đó là 36ha. Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau hoàn thành xong bài số 1. Bây giờ cô và con sẽ cùng nhau đi làm bài số 2 nhé. Đề bài người ta yêu cầu con tính. A nhỏ, 8,98 cộng 1,02 nhân với 12. B nhỏ, 8,98 cộng 1,02 tất cả nhân với 12. Với bài toán này người ta không yêu cầu con tính nhanh. Vậy chúng ta sẽ tính từ cộng trừ nhân chia. Áp dụng cái quy tắc cộng trừ nhân chia các con nhé. Với ý A thì ta sẽ phải tính phép nhân này trước, đúng không nhỉ? 1,02 nhân với 12. 2 x 2 bằng 4 này, 2 x 0 bằng 0 này, 2 x 1 bằng 2 này, 1 x 2 bằng 2 này, 1 x 0 bằng 0 này, 1 x 1 bằng 1 này, 4 hạ 4 này, 0 cộng 2 bằng 2, 2 cộng 0 bằng 2 và 1 hạ xuống. Số 1,02 có 2 chữ số đằng sau dấu phẩy.
Vậy kết quả của chúng ta cũng có hai chữ số đằng sau dấu phẩy. Ta sẽ viết dấu phẩy ở đây. Ta được kết quả đó là 8,98 cộng với 12,24. 12,24 cộng 8,98. 4 cộng 8 bằng 12, viết 2 nhớ 1. 2 cộng 9 bằng 11, thêm 1 bằng 12, viết 2 nhớ 1. 2 cộng 8 bằng 10, thêm 1 bằng 11, viết 1 nhớ 1. 1 cộng 0 bằng 1, nhớ 1 bằng 2. Và ta sẽ viết dấu phẩy ở giữa. Đúng nhỉ? Ta được kết quả đó là 21,22. Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau hoàn thành xong ý A. Bây giờ cô và con sẽ cùng nhau đi làm ý B nhé. 8,98 cộng 1,02 tất cả nhân với 12. Vậy ta sẽ tính ở trong ngoặc trước đúng không nhỉ? 8,98 cộng 1,02. 8 cộng 2 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 9 cộng 0 bằng 9, thêm 1 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 8 cộng 1 bằng 9, thêm 1 bằng 10, viết 10. Và ta sẽ viết dấu phẩy ở đây. 10,00 chính bằng 10. Vậy ta được 10 nhân với 12. 10 nhân với 12 chính bằng 120. Đúng không nhỉ? Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau hoàn thành xong bài tập số 2. Bây giờ cô và con sẽ cùng nhau đi làm bài tập số 3 nhé. Đề bài người ta cho con đó là: cuối năm 2013, xã Kim Đường có 7.500 người. Nếu tỷ lệ tăng dân số hàng năm của xã là 1,6% thì đến hết năm 2014, xã đó có bao nhiêu người? Vậy muốn tính xem từ năm 2013 đến năm 2014, xã đó có bao nhiêu người? Thì ta sẽ phải đi tính cái số người tăng thêm bằng cách ta lấy tỷ lệ tăng dân số hàng năm của xã là 1,6% nhân với số dân chính bằng 7.500 đúng nhỉ? Sau khi tính được số người tăng thêm ở xã Kim Đường thì ta sẽ dễ dàng tính được số dân của xã Kim Đường hết năm 2014 chính bằng số dân của cuối năm 2013 là 7.500 người cộng với số người tăng thêm là ta sẽ ra kết quả. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi làm bài tập này nhé. Đầu tiên, ta sẽ đi tính số người tăng thêm. Hằng năm của xã Kim Đường là ta lấy 7.500 nhân với 1,6%. 7.500 nhân với 1,6% chính bằng 1,6/100. Vậy 7.500 nhân với 7.500 chia cho 100, ta sẽ gạch hai số 0. Ta được 75 nhân với 1,6. 75 nhân 1,6. 6 nhân 5 bằng 30, viết 0 nhớ 3. 6 nhân 7 bằng 42, thêm 3 bằng 45, viết 45. 1 x 5 bằng 5, 1 x 7 bằng 7. 0 hạ 0, 5 cộng 5 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 4 cộng 7 bằng 11, thêm 1 bằng 12. Ta viết 12. Ta thấy số 1,6 có một chữ số đằng sau dấu phẩy. Vậy số 120 ta sẽ viết dấu phẩy ở đây. Và ta được kết quả đó là 120 người. Từ đó ta sẽ dễ dàng tính được số dân của xã Kim Đường năm 2014 là, ta lấy số dân cuối năm 2013 là 7.500 người cộng với số người tăng thêm trong vòng 1 năm là 120 người, và ta được kết quả đó là 7.620 người.
Từ đó ta có đáp số, đó là 7.620 người. Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau hoàn thành xong bài tập số 3. Bây giờ cô và con sẽ cùng nhau đi làm bài tập số 4 nhé. Đề bài người ta cho con đó là một thuyền máy đi ngược dòng sông từ bến B đến bến A. Vận tốc của thuyền máy khi nước lặng là 22,6 km/h và vận tốc dòng nước là 2,2 km/h. Sau 1 giờ 30 phút thì thuyền máy đến bến A, tính độ dài con sông AB. Người ta hướng dẫn con đó là vận tốc của thuyền máy khi ngược dòng bằng hiệu vận tốc của thuyền máy khi nước lặng trừ vận tốc của dòng nước. Vận tốc thuyền máy khi ngược dòng sẽ bằng hiệu của vận tốc khi nước lặng trừ đi vận tốc của dòng nước. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tóm tắt bài toán này nhé. Tóm tắt. Một thuyền máy đi ngược dòng sông từ bến A đến bến B. Bến A đến bến B. A, B. Vận tốc của thuyền máy khi nước lặng là 22,6 km/h. 22,6 km trên giờ. Thuyền máy đi từ B. Và vận tốc của dòng nước là 2,2 km/h. Vận tốc của dòng nước thì luôn xuôi dòng đúng không nhỉ? Và người ta bảo là sau 1 giờ 30 phút thì thuyền máy đến A và người ta yêu cầu con tính độ dài quãng sông AB. Bây giờ muốn tính được độ dài quãng sông AB thì chúng ta sẽ phải đi tính được cái vận tốc thuyền máy khi ngược dòng sông đúng không nhỉ? Mà người ta đã hướng dẫn con đó là vận tốc của thuyền máy khi ngược dòng bằng hiệu vận tốc của thuyền máy khi nước lặng trừ đi vận tốc của dòng nước. Từ đó thì ta sẽ dễ dàng tính được độ dài quãng đường AB bằng cách lấy vận tốc của thuyền máy khi ngược dòng sông nhân với thời gian là 1 giờ 30 phút là ta sẽ ra kết quả. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi trình bày bài tập này nhé. Đầu tiên ta sẽ đi đổi 1 giờ 30 phút. 1 giờ 30 phút chính bằng 1,5 giờ. Từ đó ta sẽ dễ dàng tính được vận tốc thuyền máy khi ngược dòng sông là vận tốc thuyền máy khi ngược dòng sông. Khi ngược dòng sông là ta lấy vận tốc của thuyền máy khi nước lặng là 22,6 km/h. Trừ đi vận tốc dòng nước là 2,2 km/h. 22,6 trừ 2,2. 6 trừ 2 bằng 4, 2 trừ 2 bằng 0, 2 trừ 0 bằng 2. Ta được kết quả đó là 20,4 km/h. Sau khi tính được vận tốc thuyền máy khi ngược dòng sông thì ta sẽ dễ dàng tính được độ dài quãng sông AB. Độ dài quãng sông AB là ta lấy vận tốc của thuyền máy khi ngược dòng sông là 20,4 km/h nhân với thời gian thuyền máy đến A đó là 1,5 giờ. 20,4 nhân 1,5. 5 x 4 bằng 20, viết 0 nhớ 2. 5 x 0 bằng 0 thêm 2 bằng 2, viết 2. 5 x 2 bằng 10, viết 10. 1 x 4 bằng 4, viết 4. 1 x 0 bằng 0, viết 0. 1 x 2 bằng 2, viết 2. 0 hạ 0 này. 2 cộng 4 bằng 6.
0 cộng 0 bằng 0, 1 cộng 2 bằng 3. Và ta thấy rằng số 20,4 và số 1,5 đều có một chữ số đằng sau dấu phẩy. Như vậy kết quả của chúng ta sẽ có hai chữ số đằng sau dấu phẩy. Ta sẽ điền dấu phẩy ở đây. Ta được kết quả đó là 30,60. Và 30,60 chính bằng 30,6 km. Từ đó ta có đáp số đó là 30,6 km. Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau hoàn thành xong bài tập của bài số 154 luyện tập. Cô xin chào và hẹn gặp lại các con ở những video tiếp theo nhé. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.